Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0892411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì nói rõ luôn hình thức giao dịch bên em. Nhà em thì nhận hàng thì thanh toán kẹo và cành không kiểm không sơ hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi số khác. Đấy, bên nhà em thì chuyên tất cả mẫu kẹo chì giá rẻ phục vụ anh em. Đấy, hàng đảm bảo chuẩn, chì mềm chất lượng tốt, đúng mới đến với tay anh em là đúng chuẩn kích thước, còn size bên em chịu bao đủ trả và cước bên em chịu. Thì nhiều anh em cũng đang thắc mắc là bây giờ là nói thật ra là cái kênh nhà em, cái kênh tương tác nó rất là kém, thì em làm cái chưa hay làm cái video giảm giá hoặc là khuyến mãi nhiều cho anh em. Thì hôm nay vẫn làm chương trình khuyến mãi luôn cho anh em, là anh em mua 1 ký kẹo chì tặng kèm cho một, và anh em mua kẹo chì 4.5 tiệp thì em cũng giảm giá luôn cho anh em. Trước em bán 450.000 bao ship, bây giờ hiện tại em xuống giảm giá 50.000, em bán 400.000 một ký bao ship. Đấy, hàng 4.5, hàng 7 ký và 9 ký của 4.5 tiệp nha anh em nhé. 4.5 tiệp đây là rỗng ngắn và rỗng dài, có rỗng ngắn và rỗng dài. Loại này thì hay dùng cho loại tiệp Sabinova, Sazhiger, loại 7 ký và 9 ký anh em nhé. Loại này trước em đang bán là 450.000 bao ship, thì bây giờ em giảm giá luôn cho anh em còn 400.000 một ký bao ship. Mình quan tâm với sản phẩm này thì mình cứ nói rõ luôn là tôi muốn mua hàng 4.5 tiệp rỗng ngắn và rỗng dài. Shop đang khuyến mãi là bán 400.000 một ký bao ship. Đấy, chi tiết luôn cho anh em là hàng 4.5 của tiệp 9 ký, 7 ký, 9 ký giá 400.000 bao ship. Mình cứ nói luôn thế như vậy anh em. Là như vậy, giảm giá trực tiếp luôn cho anh em. Đấy. Hàng này thì hàng PCP thì gùm không được, anh em dùng nó sẽ bị láng tại vì kẹo này nó quá nhẹ. Đấy, anh em lưu ý cho em như vậy. Còn tiếp theo là em sẽ giới thiệu luôn cho anh em là hàng PCP của 4.5. 4.5 của motor và salon giá vẫn như thế, vẫn giá là giá bình dân em đang bán. Đấy. Còn nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với shop. Loại này thì có độ lốt gió tốt và độ ổn định nó cao. Đấy, chuyên dùng cho PCP. Và thứ hai là em có giới thiệu luôn cho anh em hàng hộp vàng. Hàng hộp vàng GFP của Quang Thắng, hiện tại cái mẫu này thì anh em mua 1 ký, em tặng kèm thêm một hộp này nữa. Tổng là 1 ký 3 lạng. Ba đấy thì nhưng mà chỉ có những size thông dụng như 5.5, 5.52, 5.54 và 6.35, 6.38 thôi anh em nhé. Còn những size khác còn lại thì không có size, anh em lưu ý cho em như vậy. Còn hai loại này thì đảm bảo chất lượng tốt, chì mềm đấy, không vía, độ ổn định nó cao. Nói chung là tiền nào của đấy, mẫu em quay như nào em sẽ gửi hàng cho em như vậy, chứ không quay một kiểu gửi một kiểu, cam kết đúng hàng. Còn tất cả anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0892411281 giúp em. Nhớ với anh em là kẹo không kiểm không xem hàng. Xin chào em và gặp lại.